xin chào toàn thể quý khách hàng. Ngày hôm nay thì vẫn vào khung giờ quen thuộc 11:30 nên soạn báo giá tất cả đầu xe bên em đang có cho anh chị mình. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì bình luận cũng như là thả tim thả like giúp đỡ em chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai cũng như là các trang hội nhóm được phép chia sẻ. Địa điểm giao dịch bên em tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đối diện bệnh viện Nhi Thanh xã Nhân Hồng, thành phố Hải Dương. Và em xuất có một số online cũng như một số Zalo duy nhất 0326 824 899 anh chị nhé. Em xin gửi lời chào 14 khách hàng đã vào tham gia livestream của em. Anh chị mình vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em xin một nhát về trang cá nhân ở chế độ công khai anh chị nhé. Và hãy đồng hành cùng em tham gia livestream trong buổi trưa ngày hôm nay để tìm cho mình những chiếc xe phù hợp với lại kinh tế cũng như công việc của anh chị nhà mình. Em xin gửi lời chào tới tất cả khách hàng đã tham gia livestream của em. Anh chị mình lên đến 70 khách hàng thì em sẽ đi báo giá tất cả những đầu xe bên em đang có cho anh chị mình. Em xin phép được ghi số hotline ở dưới màn hình anh chị nhé. 0326824899. Một số này cũng như một số Zalo duy nhất của em đã ghi tại màn hình rồi. Bây giờ em xin phép được chuyển cam sau để báo giá tất cả những đầu xe bên em đang có cho quý anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. 72 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. Anh chị mình hãy thả tim thả like cho em suốt nào và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem. Bao ngày duy nhất chỉ có một chiếc xe mắc tiền, em bán là 42 triệu đồng, em bán hộ một chú nhân dân anh chị nhé. Đấy, chú đấy gửi em bán hộ, em chỉ bán 42 triệu đồng trong buổi trưa ngày hôm nay thôi. Và bây giờ em xin phép được chuyển cam sau cho tất cả anh chị mình cùng xem những đầu xe bên em đang có. Và em mới về được một chiếc xe Ford EcoSport đời 2017 phiên bản Titanium anh chị nhé. Em chào anh Trần Văn Thi. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Anh chị mình hãy vào tham gia livestream và đồng hành cùng em trong buổi trưa ngày hôm nay nào. Chiếc xe đầu tiên em xin được gửi tới quý anh chị nhà mình là một chiếc xe Lacetti CDX được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động. Chiếc xe này thì mang biển số thủ đô rồi và chiếc xe này cũng độ lên rất là nhiều anh chị nhé. Có la răng đúc dạng hình ông sao, có phanh ABS và 4 quả lốp thì còn rất là mới luôn. Em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc xe này cho tất cả anh chị mình cùng xem. Nội thất bên trong trần thì có cửa lóc cửa trời, ghế da cao cấp căng mọng luôn anh chị nhé. Vô lăng ba chấu thích hợp tăng giảm âm lượng cũng như là làm thoại rảnh tay. Và đầu đài củ số thì nguyên bản theo xe. Ngày hôm nay em bán chiếc xe này với mức giá là 265 triệu. Em sẽ để cho anh chị với giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng là anh chị mình đã có xe đi rồi. Sedan hai đầu, xe rất là đẹp luôn. Đấy, bô líp độ thể thao luôn rồi. Em chào chị gái Thanh Lịch. Em xin được gửi lời chào tới 73 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị nhà mình vào tham gia livestream trong buổi trưa ngày hôm nay thì đồng hành cùng em, cho em xin nút tim, nút like cũng như là nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai anh chị nhé. Một chiếc xe Santa Fe được sản xuất năm 2007. 2007, máy dầu 2 cầu anh chị nhé. Máy dầu 2 cầu, đăng kiểm thì miên man. Đến tận tháng 2 năm 2023, xe mang nước sơn màu vàng cát rất là đẹp rồi. Đấy, 4 quả lốp còn rất là mới luôn. Có la răng đúc, có phanh ABS chống bó cứng rồi. Em chào anh trai Đặng Văn Hưng. Tất cả kính thì còn liền đời theo xe. Và chiếc xe này thì anh chị nhìn đây, trần nỉ ghế da cao cấp vẫn còn nguyên bản theo xe từ năm 2007 đến giờ. Đấy, qua 5 tháng thì cũng có sự nhăn. Đấy, qua 5 tháng có sự nhăn. Nếu anh chị mà không thích bộ ghế da này, em suốt sẽ bọc lại toàn bộ ghế da cao cấp cho anh chị luôn. Santa Fe đời 2007, máy dầu 2 cầu, hộp số tự động. Em đang chào bán với mức giá là 375 triệu đồng. 375 triệu đồng, gầm cao máy thoáng. Đấy, 375, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 365. 375 còn 365.
Em chào anh Tân Dương Đức. Đấy, em chào anh Trần Văn Thi. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Santa Fe đời 2007 375, ngày hôm nay còn 365. 375 thì còn 365, xe rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà đi công trình, công trường hoặc là nhà có đông người thì hãy mua ngay chiếc xe Santa Fe này cho em. Đấy, xe rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Bác này, bác đấy đang công tác ở Hòa Bình. Và bây giờ bác ấy qua tuổi rồi, bác đấy không đi nữa, bác đấy nhượng lại chiếc xe này cho em. Thì em sẽ để lại cho anh chị với giá là 365 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Sonoto đời 2020, xe được lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.4 hộp số tự động. Chiếc xe này đăng ký 5 chỗ ngồi và zin từ lắp dàn cò zin đi. Em đang chào bán với mức giá là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 415 triệu. 425 thì còn 415, zin từ lắp dàn cò zin đi anh chị nhé. Đấy, xin nhãn thích hợp trên gương và tất cả kính còn liền đời theo xe. 99 khách hàng rồi, anh chị mình hãy chia sẻ giúp đỡ em để em đạt được 150 khách hàng trong buổi trưa ngày hôm nay. Em chào anh Mạnh Tuấn, em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị nhà mình. Em chào chị gái Lê Thị Kim Hằng. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream cho em xuất xin một nút tim, một nút like nào. Thả tim, thả like mạnh mẽ cho em. Bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây. Em quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị mình đã bớt chút thời gian và đồng hành cùng em tham gia livestream. Có bán trả góp không em? Em có bán trả góp anh Tân Dương Đức nhá. Đấy, em có bán trả góp anh ạ. Anh Tân Dương Đức quê ở đâu ạ? Đấy, anh có thể là lộ địa chỉ của anh vào đây cho em được không ạ? Quay trở lại với kênh bán hàng. Thì đây là một chiếc xe Kia Sonoto đời 2020. Em đang chào bán 425 triệu đồng. Tăng giảm âm lượng cũng như là đàm thoại rảnh tay được thích hợp trên vô lăng rồi. Trên vô lăng thích hợp túi khí an toàn. Đầu đài củ số rất là nét căng luôn. Đấy, hộp số đây anh chị nhìn này. Không có một vết xước nào. Đấy, zin từ lắp dàn quà zin đi. Em đang chào bán là 425 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng là anh chị sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Em chào anh xứ sở quê người. Em chào anh Hoàng Thuật. Em chào anh Vũ Dương Anh. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình đã bớt chút thời gian đồng hành cùng em. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009, lắp ráp Việt Nam, động cơ 0.8, hộp số tự động. Phải từ rất lâu rồi, từ rất lâu rồi, một năm nay nay mới có một chiếc xe Spark số tự động về với lại siêu thị của em. Spark số tự động 2008, máy số cực chất, nội thất zin theo xe, chân nỉ, ghế nỉ cao cấp nguyên bản theo xe. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 138 triệu đồng. 130 triệu đồng. 138, hôm nay em để cho anh chị còn 130. Chân nỉ, ghế nỉ cao cấp nguyên bản theo xe. Đấy, mạng rất là chập chờn anh chị ạ. Em chào anh Bùi Văn Huỳnh. Kế cận em đây là một chiếc Kia Cerato. Chiếc xe này thì là có một anh ở Hòa Bình đã cọc xe cho em rồi. Em sẽ dừng giao dịch xe cho anh đấy. Em chào anh trai Bùi Văn Huỳnh. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Trước mặt em đây là một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2006, lắp ráp Việt Nam, động cơ 0.8, hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 63 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 58 triệu. 63 thì còn 58. Tài chính 250 triệu, nhu cầu xe gia đình, có không em ơi? Tài chính 250 triệu đồng, em có rất nhiều xe cho anh trai Tân Dương Đức. 250 triệu đồng, đấy, có rất là nhiều. Anh có thể đi Kia Morning số tự động, anh có thể đi Lancetti CDX số tự động, Lancetti SE số sàn. 250 triệu, anh đi rất là nhiều. Cố lên 10 triệu nữa, anh có Y20 số tự động anh trai nhé. Anh Tân Dương Đức, hãy để lại số điện thoại cho em. Hãy để lại số điện thoại cho em. Em sẽ tư vấn cho anh. Với tài chính như vậy có rất nhiều xe cho anh trai. Và anh hãy ở lại tham gia livestream cùng em. Xe 7 chỗ 250 triệu. Có xe 7 chỗ cho anh luôn. Có xe 7 chỗ. Đấy. Có Captiva. Có Innova cho anh trai. Cho anh một xe nào em Xuân ơi. Em chào anh Đinh Hạnh RV. Ok anh trai. Đấy, anh thích xe nào thì anh có thể là đến đây với em Xuân. Hoặc anh có thể là Xuân ơi ship xe cho anh đến địa chỉ này. Em sẵn sàng ship xe cho anh trai nhé. Em chào anh Đoàn Mạnh. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Trước mặt em đây là một chiếc xe Innova.
Innova biển số Hải Dương, quê hương có quá nhiều bánh đậu xanh. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2007. 2007 em đang chào bán là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 230 triệu. Có đèn gầm đèn pha siêu sáng rồi. 4 quả lốp đây. Đấy, rãnh lốp thì còn rất là dày này anh chị này. Có na răng đúc, có phanh ABS chống búa cứng rồi. Có Vios không? Em có Vios bản Limo. Đấy, có Vios bản Limo, anh xứ sở quê người nhá. Hôm qua anh sang với em i10 đen rồi. Hôm qua anh sang bãi xe em hả anh Đinh Hạnh? Anh sang mà không gọi cho em. Chào anh Phạm Thành. Trần này, Trần thì vẫn còn bọc ni lông này. Ghế da cao cấp. Một chiếc xe Innova đời 2007 em đang chào bán là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng. Anh Đinh Hạnh bảo là hôm qua anh sang với em i10 đen rồi. Đấy, rõ ràng là anh đến đây mà anh lại không liên hệ với em suốt. Kế cận em đây là một chiếc xe Captiva. Captiva đời 2008 em đang chào bán là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng. Máy êm, số ngọt, điều hòa mát đây. Đấy, thân vỏ chắc chắn. Đăng ký 7 chỗ ngồi. Xe 42 triệu. 42 triệu thì em có 42 triệu luôn. 42 triệu chỉ có một xe duy nhất. Một xe duy nhất mà bác nông dân bác ấy gửi em bán hộ. Bác nông dân bác ấy gửi em bán hộ. Quay Vios đi, ok anh. Anh chả ngồi cạnh em thôi. Thế à? Thế mà anh không bảo em, anh em mình bắt tay cái. Khách hàng thì đông, khách hàng thì nhớ đến em. Đấy, biết em bởi vì này, em lên livestream thì em có quay gương mặt của em cho anh chị ngắm. Tuy nhiên là em không biết được anh chị. Đấy, em không biết được anh chị. Lên là lần sau mà anh chị đến đây thì đánh cờ mua xe của em. Ok anh Giai. Đấy, ok anh Giai, em cảm ơn anh nhá. Nhẽ ra anh đến đây anh bảo là suốt ơi, hôm nay anh đến đây đấy. Đấy, để như thế để em bắt tay anh chị có phải không chứ nè. Kế cận em đây là một chiếc xe này em chỉ bán có 42 triệu. Đấy, anh Giai nào vừa hỏi xe 42 triệu nhỉ? Anh Nguyễn Đạt, 42 triệu đây. 42 triệu chỉ có một xe duy nhất. Bác nông dân bác ấy nhờ em bán hộ. Đấy, nhờ em bán hộ và em bán cho bác đây đây. 42 triệu. Máy êm số ngọt, máy êm số ngọt, điều hòa mát. Và chiếc xe này thì em chia sẻ luôn là đầu đài củ số thì là nó không có màn hình. Nó không có màn hình nên là bác đấy bán, em chỉ bán cho bác đấy với giá là 42 triệu đồng thôi. Đấy, 42 triệu. Qua anh chốt xe của Thành. Ok anh Giai. Đấy, anh chốt xe của ai cũng được. Đấy, toàn là anh chị em nhà em cả. Ship Bình Định được không? Anh Nguyễn Đạt, em có ship Bình Định. Đấy, em có ship Bình Định anh Nguyễn Đạt nhá. Anh Nguyễn Đạt hãy để lại số điện thoại cho em. Hãy để lại số điện thoại cho em. Hoặc anh kết nối Zalo em 0326 824 899. Mà em đã ghim dưới màn hình. Đấy, mà em đã ghim dưới màn hình rồi. Chiếc xe này thì quá là ok rồi. Đấy, anh chị thay một chiếc xe máy. Thời tiết nắng mưa thất thường, anh chị mình đi những chiếc xe như này, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đấy, em suốt nói đúng thì anh chị thả tim thả like cho em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ cho em. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2010. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 88 triệu đồng. 88 triệu đồng anh chị nhớ. Em chào anh Phạm Cường, em chào anh Ngô Ngọc Quỳnh, em chào chị gái Khánh Nhi. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị nhà mình, 108 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. Anh chị nhà mình thả tim thả like và chia sẻ giúp đỡ em suốt nào, để em có động lực báo giá tất cả những cái đầu xe bên em đang có. Đâu đó thì em mới bán mới báo giá được tầm 5-6 đầu xe thôi. Mùng 2 anh lấy xe, em bảo Thành dọn dẹp sạch sẽ nhé. Ok anh Đinh Hạnh, lát nữa thì em sẽ bảo với lại em Thành là dọn dẹp sạch sẽ xe cho anh. Và mùng 2 anh lấy xe, anh nhớ là liên hệ với em để bắt tay anh nhé. Đấy, chỉ có các anh nhớ được em thôi, còn em thì chỉ nhớ được Facebook hoặc Zalo của anh chị thôi, chứ còn gương mặt anh chị thì em rất không thể nào mà nhớ được, trừ khi gọi video. Đấy, trừ khi gọi video anh chị nhé. Vì là anh chị em không nhìn thấy anh chị, mà chỉ có anh chị nhìn thấy em thôi. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark 2000 Matiz, bao nhiêu tiền đấy? Matiz này thì em bán 42 triệu. Matiz này em bán 42 triệu, em bán hộ bác nông dân nhá. Em bán hộ bác nông dân 42 triệu anh Nguyễn Văn Hạnh ạ. Còn Matiz này
Ma tít này thì em bán là 58 triệu. Đấy. Và em có một chiếc xe ma tít rất là đẹp luôn. Chiếc xe đấy của một bác ấy đang chở đón con đi học. Và em đang bán chiếc xe đấy là 58 triệu đồng. Anh chị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe đấy, hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream kết nối với em, em sẽ gửi hình ảnh và thông tin chi tiết cho anh chị xem. Anh không sang lấy xe mà Thành đem xe về cho anh. Ok anh Đinh Hạnh. Đấy, anh nhớ gửi quà cho em suốt sinh gái của anh nhá. Đấy, anh Đinh Hạnh nhớ gửi quà, em Thành mang về cho em suốt sinh gái. Ok không anh Đinh Hạnh? Nếu anh Đinh Hạnh ok, chấm một chấm vào trong bài like cho em nào. Em bắt đầu chờ quà của anh từ ngày hôm nay. Em chào anh Giai Đức Nhân, em chào anh Trịnh Tuấn. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Mỗi anh chị mình vào thả tim thả like cho em suốt một nhát xem nào. Đấy, em đang máu nửa thì anh chị nhà mình cũng tơi lên cùng em. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009. Xe thì form dáng rất là cứng cáp rồi, rất là cứng cáp. Đấy, máy êm số 1 điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn. Là với những cái dòng xe, với những cái dòng xe cỏ như thế này, anh chị mình chỉ cần quan tâm những điều em vừa nói. Máy êm số 1 điều hòa mát là anh chị mình mua. Bởi vì giá thành của nó chưa bằng một chiếc xe SH. Một chiếc xe SH nhập của nó bây giờ nó rơi vào tầm 150 triệu đúng không ạ? Ok anh Giai Đinh Hạnh, em cảm ơn anh. Và chiếc Spark 2009 số sàn này em đang chào bán là 90 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị 85 triệu. 90 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 85 triệu. Em chào anh Giai Vũ Quốc Toản. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2016. Xe nhập nguyên chiếc, hộp số tự động, zin tự lắp dàn quà zin đi. Em đang chào bán là 415 triệu đồng. 415 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 405. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển cho anh chị trên mọi miền tổ quốc luôn. Đấy. Bán tải thì em có bán tải luôn. Em có Mazda BT50 đời 2016, xe nhập. Và em đang chào bán chiếc xe đấy là 475 triệu. Và bán tải tiếp theo là một chiếc xe Ford Ranger. Đây anh Cao Văn Tha nhé. Facebook thì biết nhiều khi nó không có dấu nên em đọc nó rất là hay bị lộn. Nên là anh chị cũng thông cảm cho em. Đây bán tải đây. Một chiếc xe Ford Ranger đời 2016 anh chị nhé. 2016, máy dầu một cầu, động cơ 2.2, số sàn. Số sàn em đang chào bán là 475 triệu. 475, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 465 triệu. 475 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 465 triệu. Máy số gì luôn. Đấy. Máy số gì luôn. Và cái thùng này anh chị chở được rất là nhiều hàng. Đấy, chở được rất là nhiều hàng. Anh chị đi chơi xa thì có thể tổ chức sinh nhật ở đây cũng được. Rất là ok. Qua ngồi chờ em mời anh quả quýt mà chả thấy mời gì. Ô anh Đinh Hạnh ơi, em thành thật xin lỗi anh nhá. Em thành thật xin lỗi anh. Em xin lỗi anh ngàn lần luôn. Đấy. Em lúc đấy thì là chắc là chân ướt chân ráo em vừa mới lên. Nhưng là anh cũng thông cảm. Anh thông cảm giúp em nhá. Trái đất nó rất là chuồn. Một ngày nào đó anh em mình sẽ được gặp nhau anh Đinh Hạnh ạ. Em chào anh Giai Nguyễn Đông. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Và kế cận em đây là một chiếc xe Nasetti EX được sản xuất năm 2007, số sàn. Em đang chào bán là 130 triệu đồng. 130 triệu đồng anh chị nhé. 130 triệu đồng. Ngày hôm nay thì em để cho anh chị với giá là 120 triệu. 130 thì còn 120. Bên cạnh em đây là một chiếc xe. Anh trêu em thôi. Dạ không sao anh ơi. Đấy, anh em mình thì cứ phải là vui. Đấy, cứ phải là vui tính đúng không ạ. Một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2015. Chiếc xe này em suốt đã nhận cọc của một anh Giai ở tỉnh Bến Tre. Nhận cọc 20 triệu đồng của anh Giai ở tỉnh Bến Tre rồi. Ngày hôm qua em đã tiến hành cho người cà số khung, số máy cũng như là tháo biển, tiến hành rút hồ sơ cho anh Giai. Và có hồ sơ em sẽ tiến hành vận chuyển chiếc xe này bằng xe lồng vào tỉnh Bến Tre anh chị nhé. Đấy. Em chào anh Khánh Béo. Em thì vẫn đang chờ anh Khánh Béo đây. Đấy, em vẫn đang chờ anh Khánh Béo đây. Anh Khánh Béo ạ, công việc thì rất là bận rộn. Rất là bận rộn nên anh vẫn chưa ra với em được. Em chào anh Văn Hoàng. Một chiếc xe Kia Morning Taxi đổi màu. Em có cọc rồi. Em có cọc rồi. Qua mọi người cứ bảo anh là tám mấy. Cho xem Y10 màu trắng, số sàn bản thiếu tầm 200. Em chào anh Khánh Béo. Em chào bác Nguyễn Bá Phối. À anh bận, vâng anh bận, em hiểu công việc của anh rồi ạ. Y10 màu trắng, số sàn bản thiếu,
thì chiếc xe đấy thì em bán mất rồi bác Phối nhá. Đấy, em bán mất rồi. Thì bây giờ có i10 đời 2015 bản đủ. Em đang bán là 252 triệu đồng. Nếu mà bác chốt thì em sẽ để cho bác là 235 triệu. Đấy, 235 triệu. i10 có rất là nhiều xe, i10 có rất là nhiều xe. Bác Nguyễn Bá Phối có thể là đến tận showroom của em để tham khảo. Hoặc có thể là kết nối Zalo em 0326824899. Em sẽ gửi những hình ảnh và những video chi tiết của chiếc xe đấy cho bác xem. Một chiếc xe i10 đời 2018 bản đủ, sedan 2 đầu, em đang chào bán là 315 triệu. 315 triệu anh chị nhé, 315 triệu. Tiếp theo nữa là một chiếc xe bán tải đây. Anh chị nào mà vừa quan tâm đến dòng xe bán tải thì em có bán tải cho anh chị đây. Mazda BT50 đời 2015, xe biển của Hải Dương, màu trắng ngọc trinh rất là đẹp đây rồi. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 460 triệu đồng. 460 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà đang quan tâm đến bán tải thì cũng cứ để lại số điện thoại cho em, hoặc kết nối trực tiếp với em suốt qua số này cũng như số Zalo 0326824899. Và em mới về được một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium, được sản xuất năm 2017, lắp ráp tại Việt Nam. Và chiếc xe này thì em suốt đang chào bán là 415 triệu. 458 triệu, em xin lỗi. 458 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 450 triệu đồng. 450 triệu đồng, xe rất là đẹp luôn anh chị nhá. Gầm cao, máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. À, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, xe trang bị bậc lên bậc xuống rất là đẹp rồi. Anh chị nào mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm EcoSport thì em xuất có ngay EcoSport cho anh chị đây. Đằng sau chiếc xe Ford EcoSport này là một cái ba lô, và trong cái ba lô này là một chiếc lốp dự phòng anh chị nhá. Một chiếc lốp dự phòng. Em chào anh Lê Hùng, em chào anh Đặng Lưu, em chào anh Hà Phúc. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Và kế cận em đây là một chiếc i10 được sản xuất năm 2014. Chiếc xe này là bản đủ anh chị nhé. Và đăng kiểm thì miên man luôn, đến tận tháng 5 năm 2023. Xe nhập nguyên chiếc, em đang chào bán là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng. Quân i10 đen 2015 đâu rồi? Quân i10 đen 2015 thì đang tiến hành dọn rửa cho anh trai rồi, anh cứ yên tâm. Anh Đinh Hạnh hôm qua đến đây mà không bắt tay em là một sai lầm rồi. Đấy, không bắt tay em là một sai lầm rồi. Anh cứ yên tâm là em sẽ bảo Thành dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ cho anh, bàn giao tận nhà cho anh. Anh nhớ phải gửi quà cho em suốt nhớ chưa? Đấy, nhớ gửi quà cho em suốt xinh gái. Kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti CDX, được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 252 triệu đồng. 252 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 240 triệu đồng. 240 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Đấy, 240 triệu đồng, máy số cực chất luôn anh chị nhé. Sedan 2 đầu, quá là ok rồi. Xe thì mang nước sơn màu xám đá. Em sẽ quay cận cảnh nội thất bên trong của chiếc xe này cho tất cả anh chị mình cùng xem. Nội thất bên trong thì trần thì có cửa lóc cửa trời, ghế da cao cấp, nguyên bản theo xe. Vô lăng ba chấu thích hợp tăng giảm âm lượng cũng như là đàm thoại rảnh tay rồi. Có màn hình OLED cỡ lớn. Cam hành trình thì thích hợp trên gương. Ok không ạ? Rất là ok. 252 triệu. Ngày hôm nay em chỉ để cho anh chị với giá là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng anh chị nhé. Anh chị mình thả tim thả like mạnh mẽ cho em nào. Và chia sẻ mạnh mẽ cho em. Chia sẻ mạnh mẽ cho em để em được tiếp cận với lại nhiều anh chị như mình hơn. Em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị mình. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning, được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.0, số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 218 triệu. 218 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 210. 218 thì còn 210. Đây, bác Nguyễn Bá Phối có còn ở đây không ạ? Nếu bác còn ở đây thì em sẽ quay chiếc xe Hyundai Grand i10 này cho bác xem. Bác Phối còn ở đây không ạ? Nếu bác còn ở đây thì em sẽ quay chiếc xe Hyundai Grand i10 màu trắng ngọc trinh này cho bác xem. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2016, keo chỉ máy số vẫn còn zin,
lên đèn bi cầu rồi. Đấy, lên răng đúc rồi. Ok không ạ? Lên màn hình giải trí rồi. Lên màn hình giải trí rồi đây. Đấy, đây đang lắp đây. Đấy. Đây anh chị nhìn thấy chưa? Đang lắp màn hình đây rồi. Đấy, đang lắp màn hình. Vô đăng ba chấu và trần thì đã bọc trần 5D rồi. Ghế da rất là căng mọng. Em đang chào bán chiếc xe này là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng anh chị nhé. 225 triệu. Em bán xe rẻ hơn cu em Thành mà anh không biết. Biết thì anh chốt với em. À anh Đinh Hạnh à, nói chung là xe thì nó có giá cả rồi anh ạ. Đấy, xe có giá cả rồi. Em chào anh Hùng Lưu. Cú Vios số sàn 2015 không em. Em chào anh Giai Trần Văn Tùng. Vios số sàn đời 2015 bên em tạm hết hàng rồi anh Giai ạ. Anh có thể chuyển sang các dòng xe khác. Đấy, anh có thể chuyển sang các dòng xe khác. Bây giờ thì tất cả những cái mà mẫu xe, tất cả những mẫu xe, dòng xe thì các hãng xe đều cạnh tranh với nhau, đều phải sản xuất ở mức tiết kiệm nhiên liệu và chất lượng anh nhé. Đấy, và chất lượng. Nên là anh cứ yên tâm. Và em suốt bán xe thì cam kết cho anh chị em mình đảm bảo về mặt chất lượng cũng như là hồ sơ pháp lý cho tất cả anh chị mình trên mọi miền tổ quốc. Em chào anh Nguyễn Tới. Kế cận em đây là một chiếc xe Captiva số tự động được sản xuất năm 2010. Em đang chào bán là 298 triệu. 298 triệu. Thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 288 triệu. 298 thì còn 288. Bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho anh chị mình. 4 quả lốp thì còn rất là mới này. Có la răng đúc, có phanh ABS chống búa cứng rồi. Xe được trang bị bậc lên bậc xuống. Đấy, xe được trang bị bậc lên bậc xuống rồi. Xi nhan thì được thích hợp trên gương. Và nội thất bên trong thì em sẽ quay cho anh chị xem. Chân nỉ ghế da rất là đẹp rồi. Rất là căng mọng luôn. Hộp số thẳng anh chị nhé. Hộp số thẳng. Vô lăng dạng đầu trâu. Và có màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Em đang chào bán là 298 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 288 triệu. Của Morning đời 2011-2012 không? Em giá tầm 130 triệu. Của Morning đời 2011 cho anh Giai. Đấy, em có cho anh Giai luôn anh Hùng Lưu nhá. Đây em sẽ quay chiếc xe Kia Morning đấy cho anh Giai xem. Xe thì để rất là chật bãi. Đấy nên là em sẽ nhìn xem là nằm ở vị trí nào. Em quay luôn cho anh Giai xem. Em chào anh Giai Trần Kiệt. Anh Trần Kiệt thả tim thả like cho em xin một nhát xem nào. Y Morning. Đấy, có Morning luôn. Morning thì em chia sẻ với anh chị mình luôn. Là Morning là nó quá qua dịch vụ rồi anh chị nhá. Đấy, quá qua dịch vụ rồi. Nhưng máy số cực chất. Máy số cực chất luôn. Đây Morning đây. Biển số thủ đô. Anh Giai. Anh Giai Hùng Lưu còn ở đây không ạ? Nếu anh còn ở đây anh chấm một chấm vào trong bài like cho em. Quay Morning số tự động nhé. Em chào chị gái Lệ Hoa. Anh Trần Kiệt thả tim thả like cho em rất là nhiều luôn. Em xin được gửi lời cảm ơn anh. Đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2011, lắp ráp Việt Nam và động cơ 1.0 số sàn. Em đang chào bán là 140 triệu anh Hùng Lưu nhé. 140 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh còn 130 triệu. 140 thì còn 130. Em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc xe Kia Morning này cho anh ra xem. Khóa cửa rồi em không quay được. Đấy. Khóa cửa rồi em không quay được. Em không quay được. Nếu mà anh quan tâm thực sự đến Kia Morning số sàn thì anh Hùng Lưu hãy để lại số điện thoại cho em. Em sẽ gửi hình ảnh cũng như là thông tin chi tiết cho anh ra xem. Đấy. Đây Kia Morning đây. Form dáng nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, xe đi thì rất là lành, như kiểu là lồi đồng cối đá luôn. Anh Trần Kiệt thì là thả tim thả like cho em. Thả tim thả like mạnh anh đấy. Một chiếc xe Hyundai i20 bản đủ được sản xuất năm 2010, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.4 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 270 triệu đồng. 270 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 260 triệu. 270 còn 260. Anh chị mình thả tim thả like mạnh mẽ nhiệt tình hơn nữa cho em xem nào. Tơi lên cho em xem nào. Tơi mạnh lên cho em xem nào. Đây, taxi Hoàn Lương đã có cọc 50 triệu đồng. Kia Morning anh chị nhá. Đấy, em chia sẻ luôn. Là chiếc xe nào taxi Hoàn Lương em bảo là taxi Hoàn Lương. Ok không ạ? Và
chị nào mà đang cần tìm dòng sản phẩm hơn 400 một tí thì em sẽ để cho anh chị là 400, được chưa? 401 thì em để cho anh chị còn 400. Kia Cerato đời 2017. Chiếc xe này em đã cho hình ảnh cũng như là cho video lên fanpage của em rồi. Anh chị vào đấy để xem chi tiết. Chi tiết anh chị nhá, xem chi tiết luôn. Một chiếc xe Kia Cerato đời 2017, lắp ráp Việt Nam, động cơ 1.6 số sàn. Em đang chào bán 410 triệu. 410 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 400. Zin từ lắp dàn quà zin đi anh chị nhá. Xe màu trắng ngọc trinh. Anh chị nào mà mua chiếc xe này về chạy dịch vụ xe hoa đám cưới thì rất là ok này. Đấy, vừa đi vừa chạy dịch vụ, quá là ok luôn. 410 triệu. Ngày hôm nay thì em để cho anh chị còn 400. 410 thì còn 400, thế cho nó gọn, cho nó tròn tiền. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu năm 2010. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 208 triệu. 208 triệu thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh là 200 triệu. 208 thì còn 200. Đấy, 208 thì còn 200 anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti CX đời 2009. Chiếc xe này xe nhập nguyên chiếc số tự động. Em đang chào bán là 255 triệu đồng. 255 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 245. 255 thì còn 245. Và em sẽ quay một chiếc xe Kia Morning số tự động, keo chỉ máy số nguyên zin, sản xuất năm 2009, lăn bánh lần đầu năm 2011, xe nhập nguyên chiếc, một chủ tử mới. Đấy, Kia Morning số tự động anh chị nhá. Kia Morning số tự động, một chủ tử mới, keo chỉ máy số nguyên zin. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 210 triệu đồng. 210 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 200. 210 thì còn 200. Đấy. Và kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti CX độ form cờ đuôi rồi, được sản xuất năm 2009. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 259 triệu đồng. 259. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 248. 259 thì còn 248. Ok không ạ? Rất là ok đúng không? Giá cả phải chăng mà xe thì lại đẹp. Đấy, xe này độ rất là nhiều. Quá cam hành trình, cam lùi và cam 360 độ xung quanh xe rồi. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Toyota Innova đời 2007 anh chị nhớ. 2007, động cơ 2.0 số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này là 245 triệu. 245 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 235. 245 thì còn 235. Đấy, em suốt bớt trên livestream, bớt máu lửa luôn. Bớt máu lửa luôn mà anh chị nhà mình. Anh chị mình thả tim, thả like cho em nào để em có động lực báo giá cho anh chị. Và em sẽ quay một dàn xe của cho anh chị mình luôn. Em sẽ quay một dàn xe của cho anh chị mình. Anh chị chia sẻ cho em nào. Chia sẻ cho em đi. Đó, chia sẻ cho em đi. Anh chị nào mà đang cần tìm dòng sản phẩm Mazda, em có Mazda 3 đời 2009, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.6 số tự động, 292 triệu. 292 thì ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 282. 292 còn 282, biển thủ đô và xe mang nước sơn màu đỏ. Đấy, nội thất zin theo xe, xe có cửa lóc cửa trời. Có cửa lóc cửa trời anh chị nhé. Một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009. 2009 số sàn, lắp ráp Việt Nam. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 95 triệu đồng. 95 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 85. 95 còn 85. Đấy. Một khi mà em suốt đã bớt là em suốt bớt sâu luôn để anh chị làm gì? Anh chị mua được xe không cần phải giả giá. Đấy. Và vừa nãy đã đọc được bình luận ở trong đây là em bán xe rẻ. Đấy, em bán xe rẻ hơn. Đấy, anh Đinh Hạnh kìa. Đấy, anh ấy bình luận. Các anh các chị đều đọc thấy rồi đúng không? Bởi vì sao? Vì là thắng thua và lỗ là việc của em. Đấy. Em không thể lỗ nhưng em có thể lãi ít, được không ạ? Em có thể lãi ít để làm sao cho anh chị mình mua được xe. Mua được xe đi anh chị nhá. Có Accent số sàn đời 2017, 2018 không? Accent số sàn thì hiện tại em đang chỉ có một chiếc duy nhất.
được sản xuất năm 2012, keo chỉ máy số nguyên zin, keo chỉ máy số nguyên zin anh Trần Văn Tùng nhá. Em đang chào bán chiếc xe đấy là 305 triệu đồng. Đấy. Keo chỉ máy số nguyên zin, nội thất rất là đẹp. Anh Trần Văn Tùng mà quan tâm đến Accent đời 2012, máy số zin màu đỏ thì để lại số điện thoại cho em. Thì anh để lại số điện thoại cho em. Xe đấy là xe gia đình, đi từ 2012 đến nay chuẩn 11 vạn, chuẩn 11 vạn anh Tùng nhá. Nếu mà anh Tùng quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream em sẽ kết nối với anh, gửi hình ảnh thông tin chi tiết của chiếc xe đấy cho anh ra xem. Của Mazda 3 màu đen không xốp, Mazda 3 màu đen bên em có. Của Mazda 3 màu đen được sản xuất năm 2010, keo chỉ máy số nguyên zin anh Hằng Minh nhá. Em đang chào bán chiếc xe đấy là 335 triệu đồng. Nếu anh quan tâm để lại số điện thoại cho em, anh Hằng Minh nhá. Đấy. Chiếc xe đấy thì anh em đi công vụ rồi. Anh em đi công vụ rồi, không có ở nhà anh Hằng Minh ạ. À, anh để lại số điện thoại cho em, em gửi hình ảnh cũng như là thông tin chi tiết cho anh. Spark này 96 triệu, ngày hôm nay em để anh chị còn 93 triệu. Spark này 88 triệu, em để cho anh chị còn 85 triệu. Rất là ok rồi. Đấy, em xuất bán xe cực kỳ dễ luôn. Đấy, cực kỳ dễ luôn. Một ngày thì em xuất bán có vài chiếc thôi. Đấy, một ngày cọc có vài chiếc thôi. Đấy, bán như kiểu là bán rau đấy anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì em xuất giảm giá quá sâu rồi. Mà anh chị còn không mua được nữa thì rất khó mua. Và em tả xe thì rất là chuẩn. Tả xe rất là chuẩn anh chị nhá. Matiz này em bán hộ một bác nông dân 42 triệu. Vâng, em xin được cảm ơn anh Giai Trần Văn Tùng. Lát nữa em sẽ gửi hình ảnh thông tin chi tiết chiếc xe đấy cho anh Giai xem. Một chiếc xe Spark 2009 hộp số tự động này em đang bán là 138 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 130, 138 thì còn 130. Em sẽ ra ngoài để em quay tất cả những cái đầu xe bên em đang có cho anh chị nhé. Đấy, Lacetti biển số 73 này, Lacetti biển số 73. Chiếc xe này em bán có 130, ngày hôm nay còn 120 này. 130 thì còn 120 này anh chị này. Đấy, 130 còn 120. Em chào anh Nguyễn Đức Tú. Đây. Ngoài đây rất là nhiều xe, em chỉ sợ là ra đây là mạng nó kém thôi. Được. Đấy. Em chào anh Nam Hải. Innova đời 2010 em đang chào bán là 268 triệu này anh chị nè. Innova 2010 em đang chào bán là. Đấy, hôm nay em để cho anh chị chỉ có 268 triệu thôi. Đấy, hôm nay em để cho anh chị chỉ có 268 triệu thôi. Xe rất là đẹp, gầm cao, máy thoáng, máy số zin nhá anh chị nhá, máy số zin. Mua chiếc xe này về anh chị chạy dịch vụ, chạy gia đình thoải mái luôn. Gầm cao, máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi. 4 quả lốp rất là mới, có la răng lốp, có phanh ABS chống quá cứng rồi. Và nội thất thì anh chị nhìn đây. Đấy, ghế trần thì vẫn còn bọc ni lông này, trần vẫn còn bọc ni lông. Ghế da thì căng mọng rồi. Củ số thì rất là sắc nét, không có dấu hiệu bóng mờ qua 5 tháng sử dụng. Anh Khánh Béo còn ở đây không? Nếu anh Khánh Béo còn ở đây, chấm một chấm vào trong bài like cho em này. Nếu anh Khánh Béo còn ở đây, chấm một chấm vào trong bài like cho em để em quay chiếc xe Innova đời 2010 này cho anh ra xem. Đấy, anh Khánh Béo có còn ở đây không? Nếu anh còn ở đây, anh chấm một chấm vào trong bài like cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe này cho anh Khánh Béo xem. Đấy, anh Khánh Béo không nhanh lên thì mất xe đấy. Anh Khánh Béo mà không ra nhanh với em suốt là mất xe. Đấy. Xe rất là đẹp luôn, xe rất là đẹp luôn nhá. Kế bên em đây là một chiếc xe Lacetti CDX đời 2010. Xe nhập nguyên chiếc, em đang bán là 250 triệu. 250 triệu đồng, 250 triệu đồng. Đây là một chiếc xe i10 bản đổ 2018. Em đang bán 315 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị chỉ có 300, được chưa? 315 thì chỉ còn 300. Em xuất bán máu lửa rồi. Máu lửa rồi thì anh chị tơi lên. 1 chiếc Kia Cerato đời 2017.
1.6 hộp số sàn. Em đang chào bán 410 triệu. 410. Ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 400. 410 thì còn 400 số sàn anh chị nhá. Đấy, ở ngoài kia thì là các anh các chị là đánh bia nói to quá, vọng hết cả vào trong livestream của em rồi. Anh chị mình thả tim thả like cho em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ cho em. Chia sẻ cho em đi anh chị ơi. Chia sẻ cho em đi anh chị nào. Đấy, mỗi anh chị vào tham gia livestream thì giúp đỡ em suốt. Xin một nút like, một nút tim và cũng như là chia sẻ giúp đỡ em ở chế độ công khai. Một chiếc xe Santa Fe máy dầu 2 cầu anh chị nhá. Sản xuất năm 2007. Em đang chào bán là 375 triệu. 375. Ngày hôm nay em để cho anh chị quần 365. Xe mang nước sơn màu vàng cát, nội thất zin theo xe. Anh chị nào mà không thích nội thất này thì em sẽ bọc lại toàn bộ ghế da cao cấp cho anh chị mình. Lý do vì sao? Vì đây là ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Qua 5 tháng sử dụng thì nó cũng có độ nhăn rồi anh chị ạ. Qua 5 tháng sử dụng có độ nhăn. Nếu anh chị không thích ghế da này, em bọc lại toàn bộ ghế da cao cấp cho anh chị luôn. Em chào anh Hoàng Diễn, em chào anh Phạm Hòa, em chào anh Nguyễn Bằng. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em xuất sim một nhát nào. Thả tim thả like cho em xuất sim một nhát đi. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Innova màu đen, được sản xuất năm 2007. Em đang bán 245 triệu. 245. Ngày hôm nay em để cho anh chị là quần 235. 245 thì quần 235. Một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2016. Máy số keo chỉ zin, em đang chào bán là 415 triệu. Hộp số tự động 415 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là quần 405. 415 thì quần 405 anh chị nhé. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thả tim thả like cho em nào. Đấy, nếu mà anh chị mà không thả tim thả like cho em thì em lại quay cái mặt tiền của em. Quay cái mặt tiền của em để anh chị em nhà mình biết được em xuất bán xe có gương mặt như thế nào anh chị nhé. Đấy, em sẽ quay cái mặt tiền của em. Em xin tự giới thiệu với tất cả anh chị mình. Em là Nguyễn Xuân Tô Hải Dương. Có địa chỉ giao dịch tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đối diện Bệnh viện Nhi Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và em chỉ có một số hotline cũng như một số Zalo duy nhất 0326 824 899 anh chị nhé. Anh chị mình mà ở xa thì đến đây có chỗ ăn chỗ nghỉ cho anh chị mình. Và anh chị đến đầu thành phố Hải Dương hãy alo cho em suốt qua số hotline cũng như số Zalo duy nhất mà em đã ghi dưới màn hình rồi. Em sẽ đón anh chị vào trong showroom của em. Đấy, và em bán xe thì bán xe trên mọi miền Tổ quốc. Em ship xe, vận chuyển xe trên mọi miền luôn. Bán xe vào trong tận Đồng Tháp, tận Bình Dương, Sài Gòn. Nên là anh chị cứ yên tâm. Chỉ cần anh chị cọc cho em một chút thôi là em suốt sẽ đánh xe đi, đúng không ạ? Đấy, em sẽ đánh xe đi. Và anh chị nhận xe thì thanh toán nốt cho em. Ok. Đấy, một chiếc xe Matiz em đang dọn cho một anh trai ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Đây, ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Chiều nay xe về dọn dẹp xong thì là em sẽ quay video cho anh trai xem. Và khả năng là ngày mai hoặc ngày kia thì em sẽ giao xe cho anh trai. 87 khách hàng rồi. Anh chị mình mỗi anh chị thả tim thả like cho em xuất xin một nhát nào. Thả tim thả like. Đây là anh chị ấn vào màn hình này. Đấy, anh chị ấn vào màn hình như này cho em. Đấy, anh chị thả tim thả like vào màn hình. Đấy, em nhìn thấy anh chị nhà mình luôn. Em luôn nhìn thấy anh chị nhà mình ở như thế này. Anh chị thả tim thả like mạnh mẽ cho em. Và anh chị hãy bình luận, bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem. Và em sẽ giảm giá kịch sàn, giảm giá kịch sàn cho tất cả anh chị mình trên mọi miền Tổ quốc. Để anh chị mình mua được xe, có xe đi. Thời tiết ở miền Bắc thì sắp giá rét mưa phùn rồi anh chị ạ. Hãy nhanh tay tìm cho mình chiếc xe phù hợp với lại kinh tế cũng như công việc của anh chị mình. Và để ủng hộ em thì anh chị thả tim thả like và chia sẻ cho em xin một nhát về trang cá nhân của chế độ công khai cũng như là các nhóm mà anh chị được phép chia sẻ. Đấy, để em được tiếp cận với lại nhiều khách hàng hơn. Một lần nữa em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị của mình. Và bây giờ thì em xin phép được chuyển cam sau báo giá những đầu xe còn lại bên em đang có cho anh chị mình. Anh chị mình muốn xem chiếc xe nào bình luận vào trong đây để em quay nào. Anh chị muốn xem chiếc xe nào thì anh chị bình luận vào trong đây để em quay chiếc xe đấy cho tất cả anh chị mình cùng xem nào anh chị nào. Và anh chị thả tim thả like cho em, thả tim thả like cho em. Lát nữa em sẽ gửi lời mời thích trang của em thì anh chị nhớ ấn like cho em anh chị nhé. Đó, anh chị nhớ ấn like cho em.
Bây giờ thì em xin phép được chuyển cho anh chị chia sẻ cho em lên 100 khách hàng xem nào. Anh chị chia sẻ lấy lại cho em 100 khách hàng xem nào. 92 khách hàng rồi. Đấy, VIP đi em. VIP đi em, anh ơi em đang có VIP limo, đang có VIP limo nhưng mà xe đấy thì là tiết kiệm nhiên liệu lồi đồng cối đá thì vừa lại đi công vụ mất rồi. Anh Giang Trung hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream em sẽ gửi những hình ảnh của chiếc xe VIP đấy cho anh ra xem. Hiện tại em đang có hai chiếc xe VIP bản limo, đó là màu đen và màu vàng cát anh chị nhé. Đấy, lâng lên rồi, VIP limo lâng lên rồi. Người đẹp bán xe cũng đẹp lắm nha em gái. Vâng, em cảm ơn anh Văn Phú. Em thì nói thật với anh chị là cũng đẹp bình thường thôi. Đấy, đẹp bình thường thôi. Nhưng mà xe của em thì em cam kết về mặt chất lượng cho anh chị luôn đấy. Cam kết về mặt chất lượng cũng như là hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh. Có quan 5 chỗ gầm cao ngoan bổ rẻ của em. Em có gầm cao bổ rẻ cho anh Giai 458 triệu. Anh Giai múc được không nhỉ? Anh Giai Mai Quang Hiệu ơi. Đấy, anh Giai Mai Quang Hiệu 458 triệu múc được không anh ơi? Em đang có Eco Sport màu đỏ, gầm cao máy thoáng, đăng ký 5 chỗ ngồi, xe rất là đẹp luôn. Có chiếc nào 100 triệu không? 100 triệu, em có 100 triệu. Đấy, có xe 100 triệu, có sờ bắc nhập không? Sờ bắc nhập thì tạm thời em không có, em đang có sờ bắc Việt và có cả sờ bắc số tự động luôn anh Phạm Toản nhá. Em sẽ quay cam sau để báo giá cho tất cả anh chị mình những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm đây. Anh Phạm, xe 100 triệu rất là nhiều. Đấy, xe 100 triệu rất là nhiều anh chị nhá. Đây, em sẽ quay chiếc xe Spark số tự động. Spark số tự động đây. Đấy, anh chị nào mà muốn mua xe Spark số tự động thì em có đây. Spark số tự động 2009 lắp ráp Việt Nam 138 triệu. 138 của quan 5 chỗ gầm cao quan bổ rẻ không? Của anh đây ạ. Spark Việt Nam đang bán 138 triệu. Ngày hôm nay giờ em sẽ để cho anh chị là còn 128, 138 còn 128. Nội thất bên trong zin theo xe, trần nỉ, ghế nỉ nguyên bản theo xe anh chị nhé. Màu trắng hoặc màu đen. Em có màu đen. Đấy, em có màu đen anh Mai Quang Hiệu. Có Qua Eco Sport màu đen đời 2016. Đấy, anh Quang Hiệu hãy để lại số điện thoại cho em suốt xinh gái nào. Đấy, anh Quang Hiệu hãy để lại số điện thoại cho em suốt. Lát nữa em sẽ kết nối với anh Giai. Em chào anh Đặng Động Thủy Sơn. Đây, 100 triệu chúng ta mua được rất là nhiều xe. Đấy, Spark 90. Spark 90 để cho anh chị là 85 triệu. Được chưa? 96 triệu Spark còn 93 triệu. Đấy, cố lên một tí nữa thì là có Kia Morning 140 để 130. Được chưa? 140 để 130. Em chào anh Hùng Chí Minh. Em live stream được, Morning nhập cũng được. Morning nhập đây anh Phạm Toàn này. Đấy, anh Phạm Toàn mà mua chiếc xe này em suốt để cho anh giá cực kỳ giật mình luôn. Đấy, form sport nhá. Form sport được chưa ạ? Có cảm biến lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. La răng đúc, 4 lốp mới, nội thất zin theo xe. Đây, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.0. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Nội thất zin theo xe này anh Toàn này. Nội thất zin theo xe, vô lăng 3 chấu thích hợp túi khí an toàn. Đấy, màn hình giải trí nhỏ rồi. Anh Toàn mà mua chiếc xe này em xuất tặng anh Toàn một màn hình giải trí to cỡ lớn luôn. Đấy, anh Toàn mà mua chiếc xe này thì em xuất tặng anh Toàn một màn hình giải trí cỡ lớn luôn. Xe không dịch vụ taxi, hộp số tự động anh Toàn nhá, hộp số tự động, máy số keo chỉ nguyên zin. Nếu mà bảo chiếc xe này không zin, em xuất tặng anh chị xe này luôn. Đấy, tặng anh chị xe này luôn. Và chiếc xe này thì được sản xuất năm 2009 nhưng lăn bánh lần đầu năm 2011. Em đang chào bán là 210 triệu. 210, ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 195 triệu, được chưa? 195 triệu mà còn tặng một màn hình. Đấy, em rất máu rồi, em máu lắm rồi. Anh chị hãy thả tim thả like cho em đi. Và anh Toàn hãy để lại số điện thoại cho em suốt nào. Kết thúc livestream thì em suốt sẽ kết nối với anh Toàn. Atis 2018, tạm không có anh Giai Động Thủy Sơn. Em chào anh Lê Đình, em chào anh Sáu Minh. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Anh chị mình vào tham gia livestream, thả tim, thả like cho em suốt.
Đấy, chạm vào màn hình nó có lúc like với lúc tim đấy, anh chị thả vào đấy. Lát nữa kết thúc livestream thì em sẽ gửi lời mời anh chị thích trang, thì anh chị ấn thích giúp em. Em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị nhà mình. Anh Toàn để lại số điện thoại cho em nào. Anh Toàn đâu rồi nhỉ? Đấy, anh để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream em gửi hình ảnh, gửi video chi tiết cho anh ra xem. Đấy, bản này là bản SNX đây, xe nhập nguyên chiếc. Đấy, rất là ok rồi. Em chào anh Kiên Triều, em chào anh Trần Trần, em chào anh Trần Quang, em chào anh Lê Đình. Em xin được gửi lời tới 87 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em suốt một nhát nào. Cái câu thả tim thả like em suốt cứ xin nhiều, em cũng ngại lắm cơ. Đấy, ngại lắm cơ, nhưng mà anh chị thả cho em đi. Đây, La City CDX độ form cờ đuôi. Em đang bán là 259 triệu đời 2009. Ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 248 triệu. 259 thì còn 248. Em chào anh Duy nhá. Rất là nhiều xe luôn. Anh chị cứ bình luận mạnh mẽ vào đây nào. Bình luận mạnh mẽ vào đây, em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đấy cho tất cả anh chị mình cùng xem. Đấy, Spark số tự động phải nói là một năm nay rồi, nay mới có một Spark số tự động về đây. Nay mới có một chiếc xe Spark số tự động về đây. Đấy, anh chị nào mà mua chiếc xe này thì là em sẽ để cho anh chị 150 triệu đi em. Xe nào 150 triệu hả anh Giai? 150 triệu thì anh đi mua linh số sàn anh Giai ạ. Đấy, 150 triệu thì anh Giai đi mua linh số sàn. Còn con này nhá, đúng 195 triệu em suốt mới ra xe. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Form Sport, được chưa? Xe nhập nguyên chiếc, bản SNX rồi. Không có gì phải lăn tăn cả, keo chỉ máy số nguyên zin. Sản xuất 2009 nhưng mà lăn bánh 2011. Anh chị mình đã lãi được 25 lăn bánh rồi. Em chào anh Nguyễn Văn Trinh. Anh Thanh Thủy mà mua chiếc xe này thì để lại số điện thoại cho em nào. Đấy, cả anh Toàn nữa. Hai anh cứ để lại số điện thoại cho em đi. Kết thúc livestream em đều kết nối với hai anh nhà mình. Em chào anh Cao Thái Dương. 53 phút livestream rồi. Đấy, em livestream 53 phút rồi. Anh chị hãy thả tim thả like cho em suốt xin gái nào. Đấy. Em quay mặt trước nói chuyện với anh chị nhé. Em chào anh Ngân Huỳnh. Em chào anh Phạm Văn Lệnh. Anh chị bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào đây. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem anh chị nhé. Anh chị cứ bình luận vào đây và em sẽ đi quay cho anh chị nhà mình luôn. Em đang có một chiếc xe Mazda 3S màu đen rất là đẹp luôn, được sản xuất năm 2010, keo chỉ máy số zin. Em đang bán là 335 triệu. 335 triệu thì 325 triệu đấy em bán xe cho anh chị rồi. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em suốt xin một nhát nào. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đấy cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh chị bình luận mạnh mẽ cho em nào. Mạnh mẽ lên để em đi em báo giá cho anh chị nào. Triệu thì nói thật với các anh các chị như này là em thì lúc nào cũng hỗ trợ trả góp hết mình cho các anh các chị. Tuy nhiên là bây giờ trả góp rất là vất vả. Đấy, ngân hàng thứ nhất là người ta giải ngân phải tầm tiền xe giá trị từ 300 đến 400 triệu trở lên.
đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh chị phải mua bảo hiểm nhân thọ. Thứ ba nữa là anh chị phải mua bảo hiểm thân cổ. Đấy là một cái chi phí rất là lớn đối với anh chị rồi. Và hàng tháng thì anh chị phải trả lãi nữa. Đấy, hàng tháng anh chị phải trả lãi nữa. Nếu như chúng ta mua xe về mà công việc của chúng ta làm nó rất là ra nhiều tiền thì lãi chúng ta không lo, đúng không ạ? Nhưng nếu như công việc của anh chị mình chỉ phục vụ công việc đi lại thôi mà lại phải lo lãi thì rất là vất vả. Đấy nên là em chia sẻ với anh chị như vậy. Nên kinh tế của anh chị đến đâu thì chỉ cần nổ kinh tế là em sẽ tư vấn xe phù hợp với lại anh chị nhà mình. Còn 150 triệu xe 150 triệu thì ở bên ngân hàng người ta không làm hỗ trợ trả góp. Anh Tài Phạm Toàn ạ. Chấm phát cho em. Vâng, em cảm ơn anh Tài Văn Cương. Hôm nay anh vào với em hơi muộn. Vios từ 200 triệu đổ lại. Em chào anh Xuân Quang. Vios 200 triệu đổ lại thì em có Vios bản limo, đang có hai chiếc xe màu đen và màu vàng cát. Anh để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream em gửi hình ảnh và thông tin chi tiết chiếc xe cho anh Tài xem. Hiện tại bây giờ xe thì anh em đang đi công vụ, không có ở nhà. Đấy, không có ở nhà nên em không quay được anh Xuân Quang nhé. Có ghép đẹp không? Ghép thì em có ghép. Đấy, xe nào cũng đẹp mà anh. Đấy, xe nào cũng đẹp, xe nào cũng đẹp nên là anh cứ yên tâm. Yên tâm là không phải đẩy, không phải đùn. Đấy, em xuất bán xe là không phải đẩy, không phải đùn. Nên là anh chị cứ yên tâm. Chào chị gái Nguyễn Phương. Em chào bác Vũ Thị Sáng. Anh chị bình luận xe đây để em quay nào. Em chào anh Trần Mộc. Này, anh chị xem live stream thì thả tim thả like vào đây cho em này. Đấy, anh chị thả tim thả like vào đây cho em. Thả mạnh vào, đấy, để cho em nhìn thấy anh chị thả tim thả like nào. Em chào anh Nguyễn Đình Tân. Không em, em có Y20. Đấy, em quay Y20 cho anh Giai xem nhá. Em sẽ quay Y20 cho anh Giai Nguyễn Danh Toàn xem này. Đấy, em có Y20 máy số zin luôn. Đấy, em có Y20. Đây là một chiếc xe Hyundai Y20 được sản xuất năm 2010. Xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.4, hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 270 triệu đồng. 270 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 260 triệu. 270 thì còn 260. Máy số zin anh chị nhé. Đấy, 4 quả lốp còn rất là mới luôn. Có la răng đúc, có phanh ABS chống quá cứng rồi. Em quay nội thất bên trong của chiếc xe này cho tất cả anh chị mình cùng xem. Nội thất bên trong trần có cửa lắp cửa trời, ghế da cao cấp căng mọng luôn, vô lăng ba chấu thích hợp tăng giảm âm lượng, màn hình giải trí có sẵn rồi. Đấy, hộp số tự động anh chị nhé, là sạch sẽ luôn. Và chiếc xe này em đang chào bán là 270 triệu. 270 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 260 triệu đồng. 260 triệu đồng. Em nhỉ. Xin chào em nhé, toàn xe đẹp quá. Em chào anh Mậu Trần. Chào em gái anh Loan. Em xin được gửi lời chào tới 80 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì là chia sẻ cho em xin một nhát nào. Và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm ở trong đây, em quay trực tiếp cho anh chị xem. Kia Cerato đời 2017, keo chỉ máy số nguyên zin lắp ráp tại Việt Nam. Số sàn em đang chào bán 410 triệu. 410 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 400. Đấy, 410 thì còn 400. 4 quả lốp Michelin rất là đẹp luôn. Và nội thất bên trong của chiếc xe này thì rất là căng luôn, rất là căng và rất là tươi anh chị nhá. Trần thì bác chủ đã bọc trần 5D rồi. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu, đấy, có ga tay tự động luôn anh chị nhá. Đấy, có ga tay tự động luôn. Chiếc xe này là em đang chào bán là 410 triệu. Ngày hôm nay em chỉ để cho anh chị với giá là 400 triệu bao hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho anh chị như mình. Xe rất là đẹp luôn.
Bên em bán xe thì từ 2 cho đến 7 chỗ ngồi và tất cả những cái dòng xe đã qua sử dụng. Anh chị nào mà có xe, bán xe thì liên hệ với em sẽ mua với giá cao hơn bên ngoài thị trường anh chị nhé. Đấy, em sẽ mua với giá cao hơn bên ngoài thị trường. Và em đều gửi hoa hồng cho anh chị khi mà em giao dịch thành công. Em chào chị gái Hồng Thi, em chào anh Lê Ngọc Nhạ. Bây giờ thì em xin phép được nghỉ live tại đây. Chúc cho tất cả anh chị mình có một buổi trưa thật là vui vẻ và một buổi chiều làm việc đầy kết quả cao. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình. Anh chị nhớ ấn hình quả chuông, bật nút thông báo để cập nhật những buổi em báo giá cũng như những hình ảnh, những video mà em xuất đăng tải hàng ngày để không bị bỏ lỡ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào 11 giờ trưa mai ngày mai.